Đây nhá, cháu ví dụ nhá, cháu ra lệnh bằng giọng nói cho cô nhé. Nhạc vàng. Đây đây, nhạc vàng nhá. Xong nó sẽ nói hết những chương trình ở dưới đây. Đấy, Bonero này, các kiểu đây đúng không? Muốn xem, em muốn nghe bài hát nào thì... Đúng, lại lại đưa cái con chuột này và chỉ ấn Enter ví dụ này. To nhỏ ở đây cô nhé. Đây này. Ví dụ khi mình đang xem ở đây rồi, mình muốn xem cái khác thì mình cũng có thể bấm hình ngôi nhà này hoặc bách này nó ra. Lại bấm về hình hoặc ngôi nhà. Được, hoặc là ra lệnh giọng nói tiếp luôn. À... đấy, ví dụ thế. Mình muốn xem VTV1 thì mình nói thế không sao. Muốn xem VTV1 thì... muốn xem VTV1 thì mình sẽ vào trong cái chương trình TV của nó. Còn đâu nói ở đây là nó chỉ yếu kết nối nó mạng thôi. Mạng Internet thôi, mà mạng Internet thì cái thằng VTV1 nó không trực tuyến ở đấy. Tìm nó vẫn ra. VTV1 hoàn thành kịp VTV1. Ok, đây VTV1 đây. Nhưng nó sẽ ra ở các YouTube của VTV1. Đây nó sẽ ra những chương trình đó. Chứ nó không có chương trình trực tiếp không? Chương trình trực tiếp thì mình lại phải kết nối cáp nhé cô nhé. Và cái đấy nó vẫn phải chạy cáp. Và đó, còn đây nhé, mọi thứ thì cô về hình ngôi nhà đây nhé. Đây, đấy, cô đưa đi. Vào YouTube đi. Rồi cô gì đúng rồi. Đấy, đây, cô, đúng không? Bên cạnh YouTube mà. Đây, 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 đây. Đúng rồi, cô bấm này. Bên cạnh giữ nguyên, bấm. Ok ok. Đây nó đang ở YouTube rồi, nó đang ở đấy rồi thì cô muốn xem cô bấm ở cái bách này. Đó, đây nó ra ngoài này rồi nhá. Đấy giờ cô muốn tìm những gì ở trên đây nhá. Mình xem YouTube thì xem trên đây. Đấy cô xem cái gì thì cô bấm Enter vào giữa đấy. Được. Đó. Vâng. Nhà vàng. To nhỏ đâu. To nhỏ đấy. Đấy. Đây. 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 Cộng đi, cộng trừ, cộng là tăng. Đây. Đúng rồi, cô cộng đi, cô bấm cộng. Nhưng mà mình bấm là số cộng thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, nên đi ở góc kia đấy mà.